xin chào bạn. Video quay lại quá trình khui thùng sản phẩm DA Inspire 5502 trong khách hàng ở Núi Trúc. Quá trình kiểm tra sản phẩm, hàng mới 100%, còn nguyên tem nhập từ Mỹ. Và cái số serial tag của sản phẩm là B68ZQ93. Đó, khách hàng sẽ kiểm tra lại cái số serial tag này khi nhận sản phẩm. Đúng sản phẩm của mình và sản phẩm ở trên video. Để khách hàng kiểm định. Con này cấu hình là COI7 thế 11 mới nhất. Màn hình 15.6 inch Full HD, RAM 8GB và ổ SSD là 256GB, Windows 10 bản quyền. Rồi, hai khui thùng. Bên mình xử lý cuối ngày cho kịp cho khách hàng để mai phục vụ cho con học online. Đây sản phẩm mới 100%, rất đẹp. Rồi bên mình sẽ tiến hành quá trình cài đặt và những phần mềm cần thiết văn phòng và phần mềm học online cho khách hàng và chuyển trực tiếp địa chỉ. Vâng, xin cảm ơn.